Đây là chiếc máy tính xách tay có chiều rộng là một đơn vị, màn hình mở một góc alpha. Vào buổi sáng sớm khi ánh mặt trời chiếu ngang, cái bóng của màn hình lên bức tường thẳng đứng chính là sin alpha. Thế còn cos alpha thì sao? Hãy tưởng tượng vào lúc giữa trưa, ánh sáng mặt trời từ trên cao chiếu theo đường thẳng đứng, in bóng màn hình lên bàn phím máy tính. Chiều dài của chiếc bóng này chính là cos alpha. Khi màn hình đang mở một góc 90 độ, lần lượt đóng màn hình lại ở các góc 60 độ, 45 độ, 30 độ và gập hẳn xuống ở 0 độ, tạo ra những cái bóng bằng cos của các góc tương ứng. Và nó lần lượt bằng căn 0 trên 2, căn 1 trên 2, căn 2 trên 2, vân vân. Bạn có thể đoán được cos của góc 30 độ và 0 độ bằng bao nhiêu không? Comment ý kiến của bạn ở phía dưới. Hãy ghi nhớ nhé, tìm sin buổi sáng, tìm cos buổi trưa. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ. Đừng quên like page Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.